Hello, xin chào các bác nhé. Đã trở lại kênh Rú Sở Nhật Bãi Giá Rẻ này. Thì clip này thì em sẽ thành lý cho bác 5 con robot này nhé. 5 con robot cho bác nào về làm nhé. Đây, 5 con robot này. 4 con còn robot clear nhé. 4 con robot clear. Có nghĩa là đốc thì đủ nhé. Còn con chỉ có 2 cái adapter thôi. Và một con này con Mami robot nhé. Đấy, Mam robot này. Đấy, con này thì đủ đốc, đủ sạc thôi cho các bác nhé. Đấy, còn 2 con này đủ đủ sạc này. Đấy. Con này thì nó không có sạc nhé, con này nó không có sạc nhé, nó chỉ đủ đốc cho các bác thôi. Đấy, hình tình trạng thì đây, đây hình thức khá là ok nhé. Trước thì mình có gạc khiển này, đây cái con này nhé, xoay từng con nhé, không bé vỡ gì chứ nhé. Đấy, chung của em không thời gian làm thôi thì loại này thì tôi thanh lý cho các bác, rẻ cho các bác để bác về bác tự làm nhé. Đây đốc sạc, đây con này luôn nhé, chung đủ đồ cho các bác, đây, đủ đồ luôn. Đồ nhé, ôi chung đủ đồ, chỉ thiếu có hai con là thiếu adapter, còn đủ đồ nhé, đây thuốc ra đầy đủ nhé, cho con nào phải làm nhé, thì em sẽ bao nguồn các bác luôn, bao nguồn nhé, bao điện bấm vào nhé, đây con này nhé, đây một con này này, bao nguồn cho các bác, đây điện bấm vào ok, đấy. Thuốc ra cũng rất đầy đủ nhé, đầy đủ phụ kiện. Và con này nhé, con này chưa chỉnh lý đây, chưa đó nhé, đây, thành lý cho bác nhé, 5 con này nhé, giá là 5 con này, con nào đấy nhá, lên cả 5 nhá, để thành lý luôn cả 5 nhá, 5 con này, giá là 2,4 triệu nhé, 2,4 triệu, 5 con, đốc sạc đầy đủ nhá, còn thiếu mất 2 cái đào đất tơ cho hai con này, đó. 5 con robot nhá, cho bác nào phải làm nhé, em không thời gian làm vậy này. Em chuyển chuyên tâm về làm cái robot rồi chứ không làm cái loại cỏ ăn nữa. Đấy, thì bác nào có thời gian có vẻ bác làm nhé. Thì lên cho bác là 5 con. Giá là 2,4 triệu. Đấy, giá bán cả nhé bác nhá, bán cả cho các bác. Đấy, con nào cần thì liên hệ em qua số điện thoại 0983 32975 nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Xin chào các bác, hẹn bác với clip tiếp theo nhá. Clip lên trong ngày nhá. Xin chào các bác.